Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trong buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp để thị xã Mỹ Hào sớm trở thành đô thị loại 3 vào năm 2023, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã trả lời giải đáp các ý kiến đề xuất của thị xã Mỹ Hào về các lĩnh vực. Đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã Mỹ Hào trở thành đô thị loại 3 và quan tâm đầu tư để nâng cao các tiêu chí đô thị loại 3. Thì không ai hiểu mình bằng mình, thì mình tự xây dựng ban chỉ đạo, xong các phòng ngành tham mưu để tập trung những cái tiêu chí còn thiếu còn yếu, chứ tỉnh thì không thể hiểu bằng các đồng chí được. Đấy là cái quan điểm thế. Thế còn nếu như đồng chí mà xây dựng cái chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào ấy, thì có cái đề xuất kiến nghị ở trong cái cụ thể, trong cái đề án ấy, chỉ đạo này, tháo gỡ khó khăn này, vướng mắc giải pháp bằng cơ chế đất đai cho các dự án đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các dự án công nghiệp đô thị, đang phát triển, tiến độ xây dựng hạ tầng, nộp tiền xuống đất các dự án đô thị, xem xét hoàn thiện cơ chế bộ máy và bố trí kinh phí hỗ trợ đảm bảo nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý đô thị, hoạt động dịch vụ công ích về đô thị môi trường, cây xanh chiếu sáng, thoát nước đô thị, thu gom. Cái này nó hai lĩnh vực, thế là ý câu này nó hai ý, thế là một ý để nhanh giải phát bằng, cái đây thì đương nhiên là tỉnh đang làm rồi. Nha, cái này ta có rồi, thông báo nữa, ban nội vụ đã có chỉ thị rồi, ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch rồi, ta cứ theo thực hiện mà nào. Nếu mà cứ giải phóng mà có trên 70%, dưới 200 hộ dân là ta thẩm quyền huyện hỗ trợ thi công, không phải xin ủy ban tỉnh nữa, quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư dựng hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải, nâng cấp nhà máy xử lý rác thải tại phường Thị Sớm. Rác thải thì hiện nay đang đưa vào chương trình ODA mà đang trình trung ương mà bộ hoạch đang thẩm định đấy, thì trong đấy của mình có sự, tôi đưa vào cái lúc đó ủy ban tỉnh là đưa cái nước thải của Mỹ Hào vào chương trình ODA để tài trợ cái nguồn này, cũng nhiều tiền lắm, gần 1.000 tỷ đấy. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là rác thải, thì rác thải hiện nay là Udenco có 11 hectare giải phóng xong rồi, thì đã đủ cho Mỹ Hào và một số huyện lân cận là có thể cho Mỹ được nữa. Chỉ là có hai hướng, một là cái phòng tài nguyên môi trường tách ra một cái bộ trước hạt giao thông cùng mỗi bộ môi trường tách ra để làm cái công ích này, xử lý thu gom và rác và trả cái tiền phí vận tải đấy và xử lý môi trường. Nhưng mà đấy là trước đây là huyện, bây giờ lên thị xã, lên thành phố thì có thể thành lập công ty cũng được. Cũng tại buổi làm việc, giám đốc Sở Nội vụ đã trả lời ý kiến đề xuất của thị xã Mỹ Hào về mô hình hoạt động công ty môi trường đô thị. Theo cái quy định của chính phủ và đặc biệt của trung ương COVID-19 và chương trình 24 mình đã có đưa những cái đơn vị sự nghiệp thực hiện dịch vụ công chuyển dần sang thành công ty cổ phần và nhà nước đặt hàng giao giá không liên quan gì nữa. Thì hiện nay hạt giao thông này đang thực hiện các nhiệm vụ mà đã được nhà nước đặt hàng giao giá và định mức theo cái quy định. Và tôi đề nghị là hôm nay ban thường vụ tỉnh ủy cũng kết luận theo hướng ấy để Sở Nội vụ cùng với ủy ban thị xã Mỹ Hào sẽ nghiên cứu và xây dựng cái đề án theo hướng đấy.